Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay, giá thủy sản xin cập nhật giá các loại thủy sản nuôi ở Bến Tre như cá tra, cá điêu hồng, cá rô phi, tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh và giá ít thịt để quý bà con tham khảo. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.